À thế là mình đái mẹo nhà nó, Detroit này nó khai. Xong là để như kiểu là để mà nó về thôi. Thôi anh Kiên ơi. Mẹ quả này nhá, cho nhà nó thôi. Vẽ. Chiều đây. Cái bây giờ tí nữa nó về. Con Xuân nó về cho nó người mồi. Khai vãi. Lạy hồn đây. Khai vãi anh em ạ. Theo đá. Đá vào cả nhà Xuân anh em ạ. Đấy quả này nhá. Tao đá vào nhà mày nhá. Tao thề mày luôn. Nhà mày tí nữa về nhá. Mày chỉ có nhờ người nước lái của tao thôi Xuân ạ. À, đã thế rồi. Về tí nữa mình nhịn cơm, nhịn ăn, nhịn ỉa. Mẹ mẹm cả cứt ra này thì ỉa ở đây luôn. Mẹ cái mô ấy ỉa. Đi, nghe mẹ lại đi. Ok các bạn ạ. Hiện tại là mình với anh mình đang ở nhà con Xuân. Đang đứng ở cổng nhà nó này, đang ngồi ở cổng nhà nó này. Không biết là mẹ cha nhà nó đi đâu mà từ mấy ngày nay rồi, tìm mãi không thấy. Mẹ cay thật. Rồi là hôm nay là hai anh em mình xuống nhà nó để mang cả cơm này. Đấy, mẹ phục từ đây mấy ngày rồi. Phục như lúc nào về thôi. Phục như phục trộm ấy anh em ạ. Mẹ thề luôn cái con này. Mà đúng đấy, con này là trộm một tí nữa. Thế là phải phục anh em ạ. Phải để cho con này bắt được con này phải coi ném nó vào công an luôn. Bố láo chết. Con này mất dạy lắm anh ạ. Mẹ nó vào nhà em bây giờ nó lại lấy tiền. Xong bây giờ nó lại đổ lỗi cho vợ của em lấy. Và trong khi đó là vợ của em không có lấy đâu. Con đạn thế. Trốn gì rồi? Trốn rồi. Anh làm miếng này ăn cho nó đỡ đói. Bây giờ ra đây ăn này anh em ạ. Ăn ở đây. Đảm bảo con Xuân không bao giờ về luôn. Chẳng nhẽ nó thuê nhà nghỉ, nó có tiền nó thuê nhà nghỉ mãi à, đúng không? Nếu có chuyện đấy. Tâm tư nói gì à? Mình đang xem mọi người ăn. Bởi vì cũng đang rất là bực, không biết là con này nó trốn đâu. Trốn bây giờ trốn kỹ lắm. Không mà tìm đâu. Cả dưa này anh em ạ. Đây là cả rau. Thề luôn đi đến nhà nó đợi nó cứ như kiểu đi lừa lợ anh em ạ. Thế phải giải chiếu xong rồi để bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm nó mọi người ấy. À, bạn ơi. Nhà thì chắc chỉ bằng cái hố dí mình thôi. Thế bằng ngoài. Chắc là đéo có tiền nên là mới vào nhà mình nhà bắt đầu là bày mưu tính kế để lấy trộm. Chuẩn chứ còn gì nữa. À, đã thế nhá. Bạn ơi, đã thế là mình đái mẹo nhà nó thì cho nhà nó khai. Không là để như kiểu là để mà nó về thôi. Thôi anh Kiên ơi. Mẹ quả này nhá, cho nhà nó thôi từ vẽ. Chiều đây. Cái bây giờ tí nữa nó về. Con Xuân nó về cho nó người mồi. Khai vãi. Lạy hồn đây. Khai vãi anh em ạ. Theo đá. Đá vào cả nhà Xuân anh em ạ. Đấy quả này nhá. Tao đá vào nhà mày nhá. Tao thề mày luôn. Nhà mày tí nữa về nhá. Mày chỉ có nhờ người nước lái của tao thôi Xuân ạ. À, đã thế rồi. Về tí nữa mình nhịn cơm, nhịn ăn, nhịn ỉa. Mẹ mẹm cả cứt ra này thì mẹ ỉa ở đây luôn. Mẹ cái mô ấy ỉa. Đi, nghe mẹ lại đi. Để cho các bạn xem cái nhà con chó ghẻ này này. Nhà con này này. Bây giờ này còn bán lô này nữa. Đập bố bán lô kìa. Nhà có cái gì đâu. Ngoài nói chuyện tiền. Thôi Thư bây giờ Thư được buồn nhá. Vâng. Nói chung là buồn làm cái gì. Bây giờ mọi người chắc là mọi người cũng hiểu cho em rồi. Bây giờ là mọi người không nghĩ là em đấy nữa đâu. Mà không ngờ con đấy nó cáo già nhở. Công nhận nó quá cáo già ấy. Nó nghĩ ra được cái mưu đấy quá là đỉnh. Đầu óc nó cũng dã man lắm ấy. Nó làm như thế là đánh lạc hướng của mọi người ấy nhở. Đúng rồi ấy. Thì luôn bây giờ nhá. Cảnh vợ của cảm tưởng như này. Nó lấy tiền. Xong rồi nó lại đổ lỗi cho cái đứa mà ở cùng. Đúng rồi. Để cho như mọi người nghi là vợ đổ lỗi chỗ. Chính xác luôn. Nó muốn dặn nứt tình cảm giữa em với cả là Mạnh với cả là Nam mà. Nói chung này nó muốn đuổi vợ ra khỏi nhà để chính nó vào luôn. Nhà đấy nó ở để nó chiếm tài sản. Bây giờ nó muốn cho người nhà ghét vợ đã. Đúng rồi, nó muốn cho vợ là bị đuổi ra khỏi nhà sau đó là nó chiếm tài sản này. Chính xác luôn. Mình đầu óc nó quá là kinh khủng luôn đấy. Sao bây giờ mình có cái thằng em nó ngu như thế nhỉ? Nói Mạnh bây giờ Mạnh không nghe vợ đâu. Bây giờ càng nói Mạnh càng ghét vợ ấy.
Bây giờ mà nó không nói mà không nghe ai thì chồng sẽ bảo chuyện này cho mẹ biết. Nhưng mà vợ thấy bây giờ về nhà chồng xong rồi Mạnh cứ ghét xong rồi Nam cũng ghét vợ ấy, là về ở nhà vợ chẳng thấy thoải mái tí nào. Kệ nó chứ, đúng không? Bây giờ là căn bản này, bây giờ là mình về mình sống với nhau chứ không phải là sống vì nó đâu. Lỡ mấy nữa Mạnh lấy Xuân Thật thì sao? Nó lấy Xuân Thật hay không lấy thì mình không quan trọng. Cái quan trọng là vợ về sống với chồng ấy, hai đứa sống với nhau thôi. Còn nó quan tâm gì nó. Bây giờ nó cũng chỉ là một cái người con dâu thôi. Quan trọng là cái người cả thôi. Không biết mà nó mở mồm ra nó bảo là em uốn thì chăm sóc dưỡng bố mẹ. Bây giờ cứ ở đây thôi. Khổ thân, bao nhiêu ngày tháng toàn là bị mọi người trách móc rồi là bao nhiêu ngày tháng mọi người chửi vợ. Là nghĩ Thư là lấy tiền. Đấy các bạn bây giờ cứ nghĩ Thư lấy tiền thì bây giờ các bạn mới biết là Thư không lấy rồi. Các bạn ngày trước các bạn nó còn chửi mắng mình bao nhiêu ấy, các bạn toàn bảo mình là hám tiền này nọ. Mình sẽ mua 5 lít mắm tôm mà mình hất vào đây. Bây giờ vợ cứ lo làm gì, kệ mình hất vào đây cho chửa. Thôi mình bất làm gì chồng ơi. Hất đi để nó còn ấy chứ đúng không? Mà công nhận vợ cũng muốn hất cho mình đỡ cơn tức ấy. Đúng rồi. Ô, cái gì đấy? Vậy như phải có Xuân Hàn Chi đi không? Không phải. Thì đó, rồi con nào với chị qua giống có Xuân lắm. Sao lên xe nào? Đây này. Này luôn, chồng vừa nhìn thấy nó trên đây lại. Tao sao nào? Ok, đứng cái gì đó. Phải không? Không phải ạ. Mẹ nó. Mình nghi cho thôi, trên kia ở trên kia vừa đi qua luôn. Không phải. Vừa đi qua ấy. Thế ạ? Ừ. Bây giờ có khi nó cứ thập thò đây đó, xem mà mình có dính nó không ấy. Cay thật đấy anh em ạ. Thôi. Đấy bây giờ vợ thấy đấy, bây giờ không bắt được nó, chồng cũng khó chịu lắm chứ làm sao mà để yên được. Chả biết phải làm nào nhở. Gần vào đây thì nói chuyện người xa đấy. Đấy. Bây giờ thì mọi chuyện thì cũng sáng tỏ rồi. Từ bây giờ thì vợ cũng đừng có nghi ngờ gì nữa, hiểu không? Vâng. Nên là bọn mình sống với nhau nó tình cảm. Chứ bây giờ vợ mà cứ nghĩ ngợi này thì sau này mình làm sao ấy được, đúng không? Đây là mình với Thư đang ngồi đợi nó ra ngoài để anh em mình bắt nó anh em ạ. Khổ thân. Và Thư đứng đây luôn. Thư với mình đang ngồi đợi nó. Mẹ con này á, mình thề luôn mà mình bắt được nó mình sẽ cho nó đi công an luôn, mình hứa danh dự mọi người luôn. Không bao giờ mình để cho nó làm như thế nữa. Mẹ, bây giờ mà mình không bắt được nó thì mình cay lắm anh em ạ. Tại vì từ cái lúc mà Thư về nhà một cái là nó lấy tiền nó đổ lỗi cho đi Thư luôn. Bực ơi là bực. Ừ, đừng nói sao kìa. Ở đây, trên đây. Đây, trên đây. Pháo. Vừa như cây xong kìa. Trên đây này. Hả? Đau bụng à? Sao? Bụng to không chạy được nhanh, chạy nhanh là đau bụng, nó sao bụng. Đau bụng không? Thư đang bầu các bạn ạ, bây giờ không chạy được. Bây giờ đau bụng không? Từ sáng đến giờ, đến bây giờ đến chiều rồi vẫn đứng ở nhà nó, ngồi nhà nó, em còn chưa được ngủ nghe gì ấy, mệt lắm. Hay là bây giờ chồng đưa vợ về, vợ ngủ xong là để chồng đi chồng tìm một mình thôi, chứ bây giờ vợ đi cùng chồng nó bầu bì như này ảnh hưởng đến chồng vợ lắm. Mình vợ không yên tâm. Sợ gì? Thôi đi về để chồng về chồng tìm nó một mình thôi, chứ bây giờ vợ cứ đi theo chồng ảnh hưởng đấy. Nhá. Đi về nghỉ cũng được, từ sáng đến giờ cứ ngồi đợi nhà nó mệt đấy. Đi. Thôi đi về đi. Về rồi là nghỉ ngơi, chứ bây giờ mình cứ đứng lang thang ngoài đường này cũng ảnh hưởng đến bầu. Đang bầu bì rồi. Thì Thư cũng đang bầu bì 4 tuần rồi các bạn ạ. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhá. Ok mọi người này. Một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này. Viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó,
cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không, đấy sự gắt bọt không. Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp sai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá, nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.